Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot Mình là Evelyn, là một Tarot Reader Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị Thông qua những cho bài Tarot và Oracle Nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống Đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đơn bảo hộ thiên liêng Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là 24 tiếng tiếp theo của bạn sẽ như thế nào và đây là những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và hôm nay mình có 3 lớp bài tượng trưng cho 3 tụ bài. Đây là tụ 1, tụ 2 và tụ 3. Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ. Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hi, xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 để xem coi 24 tiếng tiếp theo của bạn sẽ như thế nào. Và đây là những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi, mình sẽ liên kết năng lượng bạn một. các bạn tụ 1. Các bạn tụ 1 là những người luôn có những cái sự gọi là hiện tại đang có những cái đấu tranh gì đó trong cuộc sống của mình hoặc là đang có những cái sự cạnh tranh trong công việc có nhiều sự mâu thuẫn hoặc là có những cuộc thi phỏng vấn gì đó được diễn ra ở đây các bạn là những người luôn ao ước hy vọng có một cái cuộc sống hoặc là hạnh phúc có nhiều tiền có sự ổn định và mình thấy ước mơ của bạn đã đang tới rồi việc của các bạn là hãy có một sự bình tĩnh kiên nhẫn và hãy tin vào trực giác của mình tin vào cái điều mình muốn và ngoài ra hiện tại các bạn cũng nên tiết kiệm không có nên tiêu xài quá nhiều hoặc là không có nên dung tay quá tráng thời điểm này có thể các bạn được khuyến khích là hãy có sự biết quan sát hoặc là cẩn trọng trong những cái hành động của mình để tránh mất mát và mình thấy có thể các bạn đang có những cái hướng đi nào đó và đang có sự cân bằng và tìm kiếm cái hướng đi phù hợp nhất hoặc là có thể là các bạn đang có sự trực diện đối mặt với vấn đề của mình để có thể tìm ra những cái hướng giải quyết phù hợp rõ ràng một số bạn ở đây các bạn đang rất là muốn làm cái điều gì đó nhưng bạn cảm thấy còn hơi do dự, hơi tần ngần, hơi cảm thấy chưa có chưa phải đến thời điểm thích hợp hoặc là các bạn cảm thấy mình chưa đủ tốt, chưa đủ tự tin để làm như vậy. Tuy nhiên thì có thể là bạn cần phải nâng cấp kiến thức nhiều hơn, học hỏi, nghiên cứu nhiều hơn và có sự bước ra khỏi cái vùng giới hạn của các bạn. Thì các bạn mới có thể gọi là đạt được cái điều mà bạn khát khao và mong chờ. À, 24 tiếng tiếp theo của bạn sẽ như thế nào một số bạn ở đây mình thấy các bạn có sự hẹn hò với người yêu có sự kết nối tình cảm và có thể các bạn có sự kết nối một người mang năng lượng nam đây là một người giỏi giang thông minh nhiệt huyết nhiệt tình tài năng giỏi ăn nói hoặc là ca hát gì đó hoặc là là một người rất là tự tin diễn thuyết dẫn dắt một người lãnh đạo một người thứ hai cũng là một người mang năng lượng nam nữa đây là một người mạnh mẽ kỹ cương trật tự ha nguyên tắc Um, nề nếp, um, khó tính, uh, kỹ tính, đâu ra đó đàng hoàng, tử tế Và có thêm một người mang năng lượng nam nữa Thì đây là một người trẻ trung, nhiệt tình, sôi nổi um. uh, Ở đây có thể một số bạn các bạn chạy xe cẩn thận Để tránh cái vấn đề uh, bị um, kiểm tra giấy tờ Hoặc là nồng độ cồn hoặc là tốc độ ở đây nha uh, Ngoài ra thì có thể là các bạn có sự hơi bận rộn trong ngày um, Hoặc là cái giai đoạn uh, giữa trưa các bạn cảm thấy hơi bị... Uh, mệt mỏi, uể oải hoặc là có những cái vấn đề gì đó nó chưa rõ ràng. Có thể sẽ có những cái tin tức gì đó được mang đến với các bạn. Hoặc là những thông điệp để bạn có thể tháo gỡ những khúc mắc những lo lắng, những bất an, những phiền muộn. Ngoài ra có thể một số bạn sẽ có một cái chuyến đi hoặc là vào cái giai đoạn cuối của 24 tiếng tiếp theo bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn. À, mọi thứ nó có sự trôi trải thuận lợi hơn với các bạn ha và ngoài ra thì mình thấy có thể là có một số bạn nữ là có nhiều người đến với bạn cho nên bạn cũng có sự phân dân, không biết nên chọn ai những bạn nào độc thân á. Ừ. Ừ. ngoài ra trong vòng 24 tiếng tiếp theo thì mình thấy là à, một số bạn các bạn um, có một cái điều ước cho hành sự thật ha, bạn ước một cái điều gì đó có khả năng nó đến với các bạn hoặc là có thể có anh shipper đến tìm các bạn. số bạn sẽ có một cái chuyến đi, một cái hành trình du lịch hoặc là chuyển nhà chuyển chỗ ở gì đó vân vân hoặc đi công tác ngoài ra mình thấy dường như các bạn có sự rất là hào hứng nhiệt tình và soi nổi à, rất là tràn đầy sự đam mê trong công việc hoặc là có thể có khao khát được yêu thương ha, được quan tâm đó là mình thấy các bạn có sự kiên nhẫn và kiên trì ha, để um, đạt được cái điều mình muốn Ở số bạn ở đây mình thấy có thể là bạn sẽ có một cái sự tương trợ giúp đỡ người khác làm từ thiện hoặc là ai đó sẽ chìa tay giúp đỡ hỗ trợ các bạn thể hiện lòng tốt và các bạn có thể như mình nói choáng ngợp với công việc của mình khá là nhiều ha hoặc là có những cái sự gọi là bị nhức đầu mệt mỏi thì nên cho bản thân nghỉ ngơi đi đừng có quá sức các bạn cũng có những cái phút giây thư giãn nè ha. tìm kiếm sự nhẹ nhàng sự yên bình cho chính mình đó ở đây thì mình thấy là có thể một số bạn các bạn đang rối bời với những cảm xúc mâu thuẫn và không biết nên đi theo hướng nào thì thiên thần Michael sẽ giúp cho các bạn đào sâu vào cảm xúc của mình và lột bỏ các lớp vỏ để có thể chạm đến cái cốt lõi thực sự bên trong các bạn Ngài sẽ hướng dẫn các bạn um, viết ra tất cả những gì bạn đang nghĩ và cảm nhận uh, mà bạn không cần phải chỉnh sửa hay là kiểm duyệt là nó của mình hãy uh, viết vào nhật ký hoặc là cho phép bản thân của mình hiểu rõ hơn về bản chất của những gì bạn thực sự mong muốn sự rõ ràng này sẽ làm sáng tỏ các bước bạn cần thực hiện tiếp theo. À. Một số bạn sẽ theo đuổi công việc uh, sáng tạo viết lách hoặc là thể hiện một cái sở thích gì đó. Ừ. hoặc là có thể một số bạn sẽ học ngôn ngữ mới. À, hoặc khả uh, năng một vài bạn các bạn uh, viết uh, sách gì đó các bạn gửi cho nhà xuất bản hoặc tạp chí vân vân. Ừ. và ở đây bạn nào có thi cử gì đó mình thấy bạn sẽ thành công đó. nếu như bạn tin tưởng vào bản thân của mình đó, và làm hết sức mình. Và tránh tranh cãi với người khác, dành thời gian để nghỉ ngơi nó sẽ hữu dụng hơn cho các bạn. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ 1 ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất thường mình nha, xin chào các bạn. Hai xin chào các bạn tụ 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 2 để xem coi 24 tiếng tiếp theo của bạn sẽ như thế nào và đây những ra bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Giờ mình xin cái năng lượng các bạn tụ 2. Các bạn tụ 2 là những người đang chăm chỉ kiếm tiền trong thời điểm này và có một cái sự phòng thủ bảo vệ bản thân rất là cao hoặc là có sự tiết kiệm rất là nhiều trong thời điểm khó khăn về tài chính. một số bạn ở đây đang rất là cực lực làm việc luôn Và đảm nhiệm rất là nhiều những cái trách nhiệm Gồng gánh rất là nhiều những cái thử thách khó khăn nhưng mà bạn vẫn kiên trì vượt qua các bạn là những người có một cái sự biết yêu thương quan tâm người khác và hiện tại có thể một số bạn các bạn cũng đang rất là cầu nguyện có được một cái tình yêu chân thành và đi đến lâu dài kiên nhẫn với nhau thấu hiểu nhau à, một số bạn có thể vận đào hoa đang nở rộ ha hoặc là có thể các bạn đang trong cái giai đoạn tìm hiểu bạn bè từ từ mới nâng lên tình yêu thấy như vậy và gần đây các bạn có sự hướng thiện hơn các bạn có sự gọi là kết nối với đạo giáo nhiều hơn ha có sự gọi là gia tăng cái niềm tin tưởng và ơn trên hoặc là có sự cầu nguyện với các ngài để có thể nhận được cái sự trợ giúp hoặc là bạn có khả năng là dự tính tham gia những khóa học những cái khóa học nào đó để phát triển bản thân ừ, hoặc là một số bạn ở đây các bạn là những người có kiến thức rất là sâu và rộng bạn có thể chia sẻ giúp đỡ những người khác thông qua những cái lời khuyên hữu ích của các bạn hay bốn tiếng tiếp theo mình thấy các bạn có một cái sự chiến thắng thành công gì đó hoặc là sẽ có một cái chiến đi ha vân vân ngoài ra mình thấy có thể là bạn sẽ nhìn nhận nhận được vấn đề của mình có sự cân bằng rõ ràng về mọi thứ và có thể các bạn có những cái vấn đề nhìn uh, vấn đề về giấy tờ pháp lý hồ sơ gì đó ha hoặc là chiến thắng về vấn đề uh, giấy tờ hoặc là chuyến đi hoặc là nói chung là các bạn có được cái sự chiến thắng thành công hoặc là có sự kết nối với một cái luật sư họ hỗ trợ vấn đề giấy tờ của bạn nó được suôn sẻ thuận lợi một số bạn ở đây có sự ký kết gì đó thì cũng phải cân nhắc xem xét kỹ lưỡng để tránh ký sai hoặc là hối tiếc hối hận ngoài ra mình thấy có thể là bạn sẽ có sự chứng kiến một cái vấn đề liên quan đến luật nhân quả hoặc là có thể ai đó bị rơi vào vòng lao lý ha À, ngoài ra mình thấy các bạn cũng có một cái trạng thái hơi khó ngủ hoặc là có một sự buồn bã chán trường hoặc là cảm thấy hơi bị thiếu thốn cảm xúc hoặc là nhớ nhung một ai đó ừ. bên cạnh đó thì bạn có sự tập trung vào việc kiếm tiền dường như các bạn có những cái cảm xúc gì đó mà nó khiến bạn cảm thấy bồn chồn nhưng mà bạn sẽ dồn hết sức mình cho cái công việc Đấy, thì bạn nghĩ là nó sẽ tốt hơn kiểu vậy một số bạn ở đây có thể là sẽ có sự kết nối với trẻ em ha ngoài ra thì mình thấy có thể là 24 tiếng tiếp theo một số bạn có sự nói chuyện với người yêu mình nên cân bằng à, kỹ lưỡng để tránh à, gây hấn mâu thuẫn với nhau ừ, nói chuyện rõ ràng để hiểu nhau hơn một số bạn sẽ đi chùa đi nhà thờ để cầu nguyện ừ, ngoài ra mình thấy cái việc mà nói lên sự thật á nó sẽ tốt cho cái công việc của các bạn hơn đó tránh à, hiểu lầm tránh gây hiểu hiểu lầm à, ở đây số bạn sẽ khả năng đi đến một cái nơi nào đó khá là nhiều những cánh cửa hoặc là sẽ có những cái sự phát triển những kỹ năng mới tiềm tàng hơn cho chính mình mở rộng cơ hội và có thể các bạn có sự phân dân giữa hai quyết định hai hướng đi hai con đường hai sự lựa chọn có sự bối rối gì đó và có thể các bạn có sự rời khỏi cái tình trạng bối rối các bạn tìm được hướng đi rõ ràng tìm được cái con đường mình mong muốn ha, hoặc là như mình nói sẽ có sự rời khỏi nhà à, có thể là bạn sẽ đi như mình nói đi chùa đi nhà thờ các bạn có sự sửa sang uh, quần áo nói chung uh, có sự là chỉnh chu uh, trong cách ăn mặc để có thể uh, đi đến những cái nơi đông người một cách uh, nó um, tốt nhất kiểu vậy và mình thấy các bạn đi ra ngoài nhớ đóng cửa nha một số bạn có thể là quên đóng cửa đó ngoài ra có một vài bạn sẽ như mình nói hẹn hò với người yêu uhm. sự nói chuyện hoặc là có một vài bạn nữ có thể là có nhiều người tán tỉnh các bạn các bạn cũng không biết nên lựa chọn ai á kiểu vậy hơi có sự bối rối và mình thấy các bạn sẽ có những cái bước hành động hành có một sự kiểu như không có để bản thân của mình bị rơi vào cái trạng thái trì trệ hoặc là bị ảnh hưởng một cái tình huống nào đó mà bạn sẽ đưa ra những quyết định mình nên làm gì để có thể giải quyết cái vấn đề trăn trở đó hoặc là có một số bạn là khó ngủ À, có những cái tiếng ồn ha có thể hàng xóm hay ở đâu đó có tiệc tùng cho nên là có thể là có tiếng ồn ở đây hoặc là các bạn à, nên có một cái sự bình tĩnh biết lắng nghe lời khuyên từ người khác à, tránh đi theo cái cái sự hấp tấp của mình thì có khả năng gây cho bạn có sự hối tiếc à, một số bạn cẩn thận trộm cắp nè ừ. hoặc là bạn đọc được rất nhiều tin tức liên quan đến trộm cắp lừa đảo đó và có thể là bạn sẽ lên mạng ha học hỏi những cái điều mới phát triển bản thân phát triển kinh nghiệm của mình hoặc là có một số bạn sẽ truyền đạt kiến thức kinh nghiệm yeah. hoặc tham gia mỗi khóa học online nào đó Ở đây một số bạn các bạn đang hỏi ơn trên về cách cải thiện tình hình nào đó của các bạn thì Thiên thần Michael khuyên các bạn nên cam kết hoàn toàn với kết quả mong muốn của mình. Nếu như bạn do dự hoặc là không chắc chắn liệu mình có xứng đáng hay không thì kết quả cuối cùng nó sẽ không như ý. Tuy nhiên bằng cách các bạn đưa ra cam kết, bạn sẽ giúp khơi dậy cái sự chuyển động trong cuộc sống của các bạn. Hãy cam kết với mối quan hệ hiện tại của bạn để tạo ra cái sự thân mật hài lòng hơn và cho phép bản thân của mình tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc. Hoàn toàn đắm mình trong những cái dự án thú vị một số bạn có thể là nhạc sĩ hoặc là nghệ sĩ gì đó thì hãy chú ý đến từng nốt nhạc hoặc là chú ý đến những cái tác phẩm nét cọ của các bạn. Hãy tự tin khi mà bạn nói bạn biết ha. À, một số bạn sẽ có một cái sự thực hiện lời hứa, lời cam kết gì đó ở đây. Ừ. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ hai ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Xin chào các bạn. Hai xin chào các bạn tụ 3. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 3 để xem coi 24 tiếng tiếp theo của bạn sẽ như thế nào và đây những trả bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhờ những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha rồi mình sẽ liên kết năng lượng bạn 3. các bạn tụ ba các bạn tụ ba là những người rất là hăng hái nhiệt tình và soi nổi trong cuộc sống có thể là bạn đang rất là muốn chủ động thực hiện một cái điều gì đó mà bạn rất là khao khát và có thể đã lên kế hoạch và đã đến thời điểm chín mùi chẳng hạn các bạn quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của mình trong thời điểm này, tinh thần lẫn thể chất. Có thể bạn đã trải qua những đau thương, những mất mát gì đó hoặc là đang nhớ về những ký ức cũ, những tổn thương gì đó trong quá khứ nhưng mà đã đến lúc các bạn phải thay đổi năng lượng, phải có sự tập trung vào những gì mình đang có và kết thúc quá khứ để tập trung để đạt được cái mong muốn của các bạn. Ừ. Hồi số bạn ở đây thì mình thấy các bạn là những người luôn biết sẵn sàng đứng lên vì đam mê, về khát khao của mình. Ừ. Đã đến lúc các bạn phải hành động cho chính mình rồi. Hãy tự tin về chính mình. Một số bạn bị thất bại trong quá khứ, các bạn có sự mất đi sự tự tin thì đã đến lúc các bạn có thể là đánh thức lại cái con sư tử của mình để uh, có được cái sự tự tin và phải có những cái bước chuẩn bị cẩn thận, uh, chu đáo thì bạn mới có thể tự tin được nha. Một số bạn trong 24 tiếng tiếp theo có sự hợp bàn với đội nhóm hoặc là có sự hợp tác chung với những mọi người để làm nên một cái dự án gì đó, kế hoạch gì đó. Thấy các bạn có sự kết nối một người mang năng lượng nam ha, trưởng thành, trưởng chạc thông minh biết phân tích vấn đề kỹ cương và trật tự một người sếp một người chủ và bạn nào chạy xe thì như mình nói là có thể có kiểm tra đó cho nên nó đem theo giấy tờ đầy đủ ha chạy xe cẩn thận và có thể bạn sẽ xem được khá nhiều tin tức liên quan đến cạnh tranh đấu tranh hoặc là mâu thuẫn chiến tranh hoặc là trong giai đoạn này không nên tranh cãi thì có thể bạn sẽ bị thua thiệt cho nên là việc của bạn hãy bình tĩnh suy si xét vấn đề giữ cho mình một cái cái đầu lạnh và một trái tim nóng để bạn có thể biết mình nên làm gì để có thể khiến cho mọi thứ nó được uyển chuyển nó được linh hoạt nó không gây tổn hại cho chính mình ha một số bạn ở đây sẽ đi chùa đi nhà thờ ha hoặc là các bạn có thể là sẽ có một cái sự cầu nguyện cho người thân của các bạn hoặc là một vài bạn đạo công giáo đây có thể là đi xưng tội Ngoài ra mình thấy có thể là bạn sẽ có sự hòa giải với một ai đó hoặc là sẽ tham gia một khóa học, một cái lớp đào tạo hoặc là có thể là sẽ xem được khá nhiều những cái thông điệp, những cái câu nói chân lý của những bậc chân tu vân vân. Ừ. Ngoài ra thì có thể các bạn sẽ uh, có những cái nơi nào đó tổ chức đám tiệc cho nên có tiếng ồn như là hát, rau kê vân vân. Hoặc là một vài bạn có sự bàn bạc vấn đề về mồ mả ông bà hoặc là quét dọn, ha dọn dẹp ở đây có nguồn tiền đến với các bạn, có thể có nhiều nguồn tiền. Có thể một số bạn, các bạn hoàn thành xong một cái dự án, các bạn có được cái nguồn tiền. Hoặc là bạn hoàn thành xong cái tác phẩm gì đó, mà các bạn có được cái tiền, cái nguồn tiền. À. Một số bạn có thể là sẽ mua bán vàng gì đó trong ngày, trong 24 tiếng tiếp theo. Hoặc là bạn sẽ được công nhận, công chứng, được mọi người ghi nhận cho một cái thành tích gì đó của các bạn. À. Một số bạn có thể có thăng quan tiếng chức, hoặc là các bạn sẽ đào tạo một cái hội nhóm nào đó chẳng hạn hoặc có nhiều kết nối với rất là nhiều người cùng chung cái tần số năng lượng kết nối với một cộng đồng chẳng hạn có thể là ai đó sẽ cho bạn lời khuyên cho nên hãy biết lắng nghe một số bạn có thể là bạn sẽ nhìn nhận lại những gì đã qua có sự gọi là, là đổi mới bản thân của mình để có thể thay đổi hoàn cảnh hoặc là thay đổi chính mình ừ. gọi rửa những cái điều tâm tốt của chính mình và sức khỏe của bạn nó cũng dần ổn định tốt hơn à, Mọi thứ có vẻ tiến triển hơn chỉ là đừng có gọi là quên nhớ về quá khứ nhiều quá Và mình thấy là bạn sẽ phát triển được cái trực giác của các bạn Một số bạn ở đây mình thấy không nên mua sắm nhiều quá Coi chừng có về bị cái vấn đề thất thoát tài chính Hoặc là bạn có bị thất thoát tài chính có thể ai đó sẽ tương trợ giúp đỡ cho các bạn một số bạn có thể là mua sắm khá nhiều Đem tiền ra mua Có thể năng các bạn cũng hơi có một sự do dự Có một nơi biệt nên mua hay không Nhưng mà cuối cùng các bạn chọn phương thức sẽ mua Cho nên các bạn bị cạn kiệt tiền bạc à, Một vài bạn ở đây Như mình nói là đi đến chùa, nhà thờ Hoặc là đến những nơi có nhiều cánh cổng à, Hoặc là có nhiều cơ hội à, Hoặc là bạn có thể là phát triển những kỹ năng mới của chính mình Mở mang bản thân của mình Mở rộng khả năng của mình Để à, có được cái cơ hội bạn mong muốn chẳng hạn Thấy các bạn có thể là nâng cao rất là nhiều những ý tưởng Sự sáng tạo hoặc là có sự kết nối với trẻ em Hoặc là mua đồ chơi cho con cháu trong nhà Và bạn có thể là sẽ đánh cờ hoặc là lên kế hoạch gì đó Có sự dự đoán được những cái vấn đề ở phía trước và biết cách để có thể phòng ngừa hoặc là xử lý và thấy các bạn có thể là có nhiều cái sự có lọc ăn uống ừ. hoặc có một cái sự giác ngộ sự đủ đầy gì đó ở đây một số bạn chọn luôn tụ một với tù 3. hoặc là có vài vài bạn các bạn chọn luôn ba tụ nha Ở đây một cái dấu hiệu cho thấy là bạn đang đi đúng hướng và bạn có thể an toàn để có thể tiếp tục thực hiện những cái kế hoạch của mình. Chỉ cần bạn có ý định tập trung và mong muốn của trái tim mình, à, các bước đi của bạn sẽ tự động đi đúng hướng. Ngay bây giờ điều quan trọng là bạn phải hành động dù nhỏ hay dường như không quan trọng để đạt được kết quả mà bạn gọi là khát khao nha. Hãy cầu xin thiên thần Michael hướng dẫn các bạn bằng cách nói xin ngài hãy chỉ cho con những cái bước tiếp theo và ngài sẽ hỗ trợ các bạn và trong suốt thời gian đó ngài cũng sẽ bảo vệ và hỗ trợ bạn vượt qua những thay đổi quan trọng trong cuộc sống của mình à, bạn được hỗ trợ khi bạn thực hiện những cái thay đổi trong cuộc sống và các bạn sẽ có sự rời khỏi một cái tình huống không lành mạnh đây là thời điểm tốt để bạn có thể bắt đầu một cái công việc kinh doanh mới hoặc là liên danh với ai đó hãy bước vào cái mối quan hệ của các bạn với trái tim rộng mở à, có thể đây là sự lựa chọn đúng đắn cho các bạn rồi mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Xin chào các bạn.